Khi thì em mỗi lần ở nhà nghe anh mình tử hình, thì tòa án trước khi tử hình họ cho viết ít lời để nhắn đến gia đình. Anh không viết nhiều. Những người bị tử hình nó không viết nhiều, viết ít lời. Em mặc chiếc áo của anh, em sẽ sống xứng đáng như anh. Còn anh mặc chiếc áo của em, anh chế thai cho em. Mà khi mà tử hình như vậy thì anh, em này, không, tội này tôi chạy ra bọn trường án không, cái này tôi giết chứ phải anh tôi giết. Anh không, bây giờ án đã tử hình rồi. Dù anh có giết người nữa nhưng mà anh này đã đủ rồi. Thì thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Ngài thương tôi, thương quý vị mà Ngài phải bị giết, bị đánh, bị tạt. Khủng khiếp vô cùng. Khi tôi đi đến xứ Do Thái, tôi đến chỗ nhà của ông Cai Phe, chỗ mà ông Phi-e-rơ bị chối Chúa 3 lần. Và tôi nhìn xem cái chỗ mà họ đêm thứ năm đó trên vườn cái CBD là họ dẫn ngay đi vào nhà của ông Cai Phe. Và trong đó có ông thầy tế lễ, có ông thầy thông giáo, và có một cái hội đồng, có một cái cuộc họp, và có một cái buổi vui như là một tòa án của công luận, tòa án sơ khởi. Mà khi tôi đến đó, mà khi cái sân cũng không có lớn lắm, cỡ 40-50 người thôi, cái sân của ông Cà Phê đó, và tôi đi vào cái chỗ mà nhốt, cái phòng mà nhốt của người tội phạm trước khi sau khi xử. Quý vị biết họ trừng phạt thế nào biết không? Bây giờ nếu hôm nay quý vị nghe tôi đây, quý vị về làm thử, lấy 2 ngón tay treo này và đứng dựa vào trong tường, và tay này có một cái dây để tay cột lại thế này, đứng từ buổi sử đó cho đến sáng mai và trưa mai, có ai đứng chịu nổi 3 tiếng đồng hồ hay là 10 tiếng, 15, 20 tiếng không? Cứ thế vậy thôi, máu nó tụt xuống và chịu không nổi. Và cái chân thì sao? Xiềng lại, sợi chạy. Hai cái tay treo miết như thế này, ngón tay cái thôi, còn phải đây. Mà quý vị ơi, khủng khiếp, tôi làm một chút xíu mà là khủng khiếp rồi, quý vị làm thử đi. Cột hai tay lại để treo lên. Mà họ hành hại Chúa như thế đó, họ còn đánh, họ còn đập, họ còn làm tay. Và Chúa Giêsu là làm gì? Ngài làm thinh, Ngài không nói một lời. Tại sao Ngài phải làm thinh? Tại sao Ngài phải chịu? Ngài chịu cho ai? Ngài chịu đó cho tội nhân quý vị. Ngài chịu cho tội nhân. Và ai là tội nhân? Hôm nay tôi muốn là tội nhân, ai là mình nhận mình là tội nhân? Con. Chúa Giêsu tha thứ. Cảm tạ Chúa. Đức tin của mình giơ ta lên, Chúa tha thứ vì Chúa nhận, Chúa chịu cho mình rồi. Đó là sự thay thế quý vị. Chúa chết để chúng ta được sống. Chúng ta đọc ở trong câu gốc, ở trong phần chương trình. Xin quý vị chúng tôi đọc chung. Chúng ta đọc chung với nhau. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, Đấng là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Chúa trả chúng ta một cái giá xong. Xong rồi, tính xong rồi, sang phản rồi. Bây giờ tội nhân muốn nhận được sự sống, đó là tội nhân chỉ biết tin nhận. Cái tin đây không phải là tin cho có, mà cái tin là cái điều đó Chúa làm, nó làm cho tôi. Cái tin đó là mới là cái tin có quan trọng. Cái chết của Chúa là chết cho tôi.
và tôi nhận, và tôi nhận cái nhận đó là nhận cho tôi, và tôi làm điều đó cho tôi, và tôi chấp nhận tôi điều đó. Bây giờ Chúa ơi, xin Chúa tha cho con và nhận con được làm con cái của Ngài. Ngay cái giờ quý vị quỳ gối ăn năn và xin chân nhận đó thì Chúa tha thứ hết. Chúa này, phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì ngày đêm thì gian ác của chúng ta, sự vi phạm ta xác khỏi chúng ta bấy nhiêu, và Ngài đã nhận cho làm con. Mà khi làm con rồi thì quý vị là cành vàng lá ngọc của Ngài đó quý vị. Thiên sứ chỉ là tôi tới hầu hạ Chúa mà thôi. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời là khác hơn thiên sứ. Tại vì chúng ta biết cái giá trị đó. Cho nên chúng ta khi mà mình biết được giá trị đó thì mình thấy mình mới yêu Chúa. Mình mới yêu Chúa, mình mới yêu người khác được. Mình mới tình yêu của Chúa trong đời sống của mình được. Mình mới tha thứ cho người khác được quý vị ơi. Nếu quý vị không nhận tình yêu của Chúa thì quý vị không thể tha thứ người khác được đâu. Vì sao? Vì thập tự giá ở đây chúng ta biết là khi cái chiều ngang và chiều dọc. Chiều ngang chúng ta được, chiều dọc chúng ta được Chúa tha thứ rồi. Còn chiều ngang chúng ta phải ôm lấy nhau mà thương yêu nhau, tha thứ cho nhau. Đó là tình yêu của Chúa trong đời sống của quý vị. Mà Chúa nhận quý vị làm con thì cái giá trị vô cùng giá trị. Tối hôm qua chúng tôi học Kinh Thánh. Tôi hỏi từng cái lớp học Kinh Thánh, khách khởi quyền. Tôi hỏi quý vị nè, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời có hiện diện chúng ta tại đây không? Có. Có. Mà Đức Chúa Trời có hiện diện tại đây không? Có. Chúa nghe lời quý vị hát không? Có. Đó là chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa bất cứ ở đâu Ngài cũng hiện diện chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng có bao giờ đối xử với Chúa tệ. Vì Ngài quá yêu chúng ta, Ngài làm thân đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa quá yêu chúng ta. Chúng ta làm sai, Ngài cũng làm thinh đó. Vì Ngài muốn chúng ta biết anh. Thưa quý vị, cái hậu quả chúng ta là đáng phạt. Nhưng Chúa phạt thế chúng ta rồi. Bây giờ, Đấng thay thế tội nhân bằng cách nào? Đấng yêu tội nhân bằng cách nào? Đấng mang giùm tội nhân bằng cách nào? Đấng gánh thay tội nhân bằng cách nào? Xin Chúa thương xót trên ông bà anh chị em. Buổi tối hôm nay nếu có quý vị là người thân hữu, quý vị muốn nhận mình là một tội nhân, muốn nhận Đức Chúa Trời là cha của mình, và không có thần nào khác, không có đấng nào khác hết, ngoài Chúa ta không có thần nào hết, thì chúng ta nên nhớ rằng đó là cái điểm mà chúng ta được phước hạnh quý vị. Và đêm thương có hôm nay là một đêm kỷ niệm. Mà đêm truyền giảng thương khó hôm nay bày tỏ tình yêu của Chúa cho quý vị. Ngài mang hết lỗi lầm của chúng ta, Ngài thay thế cho chúng ta. Nhưng chúng ta đối xử với Ngài như thế nào? Ai có tâm lòng tin, giơ tay lên. Ai có tâm lòng nhận mình là tội nhân, giơ tay lên. Hội thánh sẽ cầu nguyện quý vị. Có ai không? Các anh muốn nhận mình tội nhân để mình được làm con của Đức Chúa Trời không? Cái giơ tay cảm ơn Chúa, cái này là cầu nguyện. Ai nữa không? Mình đã tội nhân, Chúa tha thứ cho mình. Mà Chúa tha thứ và ban chúng ta sự sống đời đời quý vị. Cho nên khi đã ở trần gian này chúng ta chỉ tạm thời ngắn ngủi thôi. Nhưng mà khi đời đời thì chúng ta mới thấy được giá trị quý vị. Quý vị thấy giá trị. Thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta sống giỏi lắm 100 tuổi thôi quý vị ạ. Ngắn lắm. Nhưng mà đời đời mới là forever, mãi mãi. Cho nên khi chúng ta nhận, tin nhận Chúa ngay giờ này thì chúng ta bắt đầu có sự sống đời đời ngay giờ này. Amen. Chứ không phải khi quý vị là có tên là quý vị là sửa tội, không có đâu nghe. Kinh người tin lành không bao giờ có phép sửa tội. Mà phép bắt tên là phép gì? Tôi đồng sống đồng chết với Chúa và tôi được rửa tội ngay cái giờ tôi tin nhận Chúa Giêsu. Ngài gánh tội lỗi chúng ta và Ngài mang hết sự gian ác chúng ta. Cho nên giờ đó là giờ tôi được làm con của Chúa. Và đó là cái giờ quyết định của chúng ta rất là quan trọng. Cho nên cứ người nào giơ tay lên, đó là cái giờ quyết định của quý vị. Không ép. Phải không quý vị? Tự lòng mình mà có cơ hội. Quý vị ơi, chúng ta mất cơ hội không còn nữa. Không còn nữa. Tại vì nếu chúng ta không còn cơ hội thì không biết lúc nào mình còn có cơ hội trở lại.
Cho nên giờ đây, Đấng thay thế tội lỗi cho quý vị, Đấng thay thế tội lỗi cho tôi, chứ không phải thay thế tội lỗi cho người khác đâu, cho tôi, ngay giờ này cho tôi. Tôi là tội nhân, Chúa tha thứ. Nhưng ai muốn nhận mình là tội nhân ngay giờ này, giơ tay lên. Thì chúng tôi cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện. Có ai không? Chúng ta nghe một bài hát của con của Chúa vậy. Cảm ơn mục sư cho chúng ta một bài giảng đầy ý nghĩa. Và tôi thì cũng giống như những người trước đây chưa tin Chúa, nhưng khi tôi biết Chúa Giêsu thì tôi cảm ơn Chúa vì có nhiều lúc tôi đã tin Chúa rồi, nhưng cuối cùng thì sự yếu đuối đến với tôi, rồi tôi cũng xa Chúa. Nhưng tôi biết rằng Chúa không xa tôi. Giống như trong Kinh Thánh nói, trong Luca nói là một người con hoang đàng thì khi mà có những gì mình muốn rồi đó thì cứ ra đi ăn chơi bê tha, rồi cuối cùng thì nhớ nơi đó là có một người là luôn luôn thương mến mình và chăm sóc cho mình. Thì đời sống chúng ta cũng vậy, khi chúng ta xa Chúa thì khi mà chúng ta xa cơ thất thế thì chúng ta biết là Chúa vẫn thương chúng ta, thì chúng ta cũng trở về với Chúa. Hôm nay xin nguyện rằng xin bài hát này đưa đến anh em chưa biết Chúa Giêsu, và khi nghe bài hát này thì lên đây để mục sư cầu nguyện. Đường đi quanh co trong bóng tối, cuộc
cuộc đời hư không mang đến bao tiền, tìm đâu lối đi khi sóng xô dập tôi mới tâm hồn. Giê-xu